Hơn một năm ra đi, Phi Nhung vẫn để lại trong lòng khán giả nhiều thương tiếc. Bên cạnh việc thờ phụng của các con, cô ca sĩ còn được tạc tượng sáp tại một ngôi chùa. Người hâm mộ giọng ca bông điên điển thường đến đây để viếng thăm cô. Bức tượng sáp của Phi Nhung được đặt tại chùa Pháp Lạc. Mô hình này được nhận xét rất giống với cô ca sĩ, khiến nhiều người phải nổi da gà mỗi khi nhìn thấy. Bức tượng được đặt tại một căn phòng riêng trong chùa. Bên cạnh đó còn có bàn thờ và những hình ảnh của giọng ca các buổi cuộc đời. Bức tượng sáp được bảo quản rất cẩn trọng. Nhà chùa còn giữ lại một số trang phục khi cô còn sống để thay cho mô hình. Tượng sáp còn dùng nước hoa mà Phi Nhung thích. Trong mỗi dịp quan trọng như lễ Tết hoặc đám giỗ, tượng sáp sẽ có người trang điểm làm móng tay chỉnh chu. Mô hình còn cầm thêm một chiếc micro khiến mọi người liên tưởng đến Phi Nhung vẫn luôn bên cạnh, chưa hề có sự mất mát nào. Vào ngày đám giỗ một năm của Phi Nhung, các con nuôi đã đến chùa Pháp Lạc để tổ chức. Tất cả đều góp mặt đông đủ, có sự tham gia của một số nghệ sĩ và người hâm mộ. Tuy nhiên Hồ Văn Cường lại vắng mặt do mâu thuẫn, một mình ở nhà riêng lập bàn thờ cúng. Bức tượng sáp ở chùa Pháp Lạc hiện như một bảo vật về Phi Nhung. Người hâm mộ hay đồng nghiệp thương nhớ đều có thể đến thăm, dù chỉ là mô hình nhưng luôn được bảo quản cẩn thận, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.